xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, trong phần tiếp theo tiểu thuyết Chuyện tình khao phai, tác giả Nguyễn Thế Kỳ tạo nên tình huống cô dâu bị đánh cháo. Trong khi là nhinh đội khăn giả làm cô dâu, nàng út đã bỏ trốn theo chàng ba. Cố sầu như bị giáng một cái tát thẳng vào mặt ngay ngày bà ngã đáng ra đã chính thức trở thành con rể tộc trưởng người giấy gã tìm tới tộc trưởng đòi công bằng. Nhưng người đã đi rồi, tộc trưởng biết phải làm sao. Ông chỉ còn biết lấy rượu tìm quên. Nhưng rượu bắt tộc trưởng vương vẩn sáng, nhớ lại toàn những điều ông muốn vùi lấp. Đó là hình ảnh người đàn bà ông yêu là đứa con gái và người cô thương. Cả hai can đảm hơn bố, hơn mẹ. Những người không dám bước qua rào cản dòng tộc để đến với nhau. Trong khi đó, ở nơi rừng thẳm, nàng út và chàng ba đang say trong men tình một nếp nhà nhỏ sớm chiều có nhau, đôi trẻ chỉ cần có thế. Hạnh phúc thật giản đơn, nhưng phải qua bao đau khổ, dằn vặt, đớn đau mới có được. Qua giọng đọc phát thanh viên Hải Yến, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Chuyện tình khao phai của tác giả Nguyễn Thế Kỳ. cố sầu tỉnh rượu và chợt nhận ra là mình đang nằm trên sàn nhà ngay giữa phòng khách chân còn dám gác lên chân tộc chuồng hắn trồm dậy đưa hai bàn tay xoa thật mạnh lên mặt cho tỉnh táo Chìm lúc sau thì cố sầu đã nhớ ra là tại sao mình lại ở đây và say mềm bên cạnh tộc trưởng à giờ thì là bố vợ rồi ngoài ngõ có tiếng người lao sao cố sầu đi ra còn nhớ khép cửa cẩn thận từ giờ mọi việc trong nhà này hắn sẽ đều quán xuyến hết dù tộc trưởng có bảo làm hay không là ông chú cố sầu đến cả dòng họ nhà trai đã bị nhà gái làm cho xấu mặt nhất định không thể cắn răng nhịn nhục được cố sầu đứng trước mặt ông chú thế chú định làm gì nào ông chú ngơ ngác tao tao phải đòi lại công bằng chứ. Cố sầu nói, đòi bằng cách nào? Ông chú ngạc nhiên vì thái độ của cố sầu hơn là kịp nghĩ xem trả lời câu hỏi của hắn thế nào. Ơ ờ, cái thằng này, mày đang là người nhà nào thế hả? Cố sầu chỉ tay ra sau gáy. Cháu là người nhà này và cũng là người nhà chú. Ông chú đỏ cả mặt lên bị tức. Người nhà này á, vợ mày đi mất rồi còn đâu mày ở lại với mấy cái thùng đập lúa kia làm vợ à cố sầu vẫn khoanh tay thùng thẳng đáp chỉ cần nó chưa bay lên trời thì cháu khắc đi tìm về được ông chú chẳng biết nói gì nữa cứ ngẩn ra cố sầu hạ giọng chú đi về đi bảo bố mẹ cháu không phải nghĩ ngợi tìm được con dâu cháu tự đưa nó về nhà bắt quỳ trước bàn thờ tổ tiên nhận lỗi cố sầu bảo chỉnh diềng mày đưa chú về chỉnh diềng đứng gần đấy gật đầu ông chú phẩy tay tao có chân tao tự đi cố sầu à kệ mày nhá tự đi mà lo việc đấy cố sầu gật đầu tự lo tự lo chú khi yên tâm mà ra về ông chú quay lưng ra về vẻ như nghe lời thằng cháu nhưng trong lòng vẫn chưa yên tâm lắm cái thằng to xác chỉ biết lấy thân hình ra làm việc ấy, ai dám chắc nó nghĩ ra được cái gì khôn ngoan. Cố sầu tập hợp quân lính, trừ những thằng đang phải ở mấy cái cửa khẩu sát biên ra, còn bao nhiêu thằng trong tổng được gọi về hết. Tất cả là 48 thằng, kể cả bọn chăn ngựa tập hợp hết. Tộc trưởng mở cửa, ngồi giữa bậu cửa châm thuốc hút và bình thản nhìn cố sầu đang quát tháo hò hét, đi đi lại lại như là con bò đến kỳ động đực vậy. Để xem nó làm gì. Ông nghĩ bụng. Cố sầu cầm súng kíp, dơ lên trời bắn. Từng phát một, điếc tai, khói xanh khét mù quẩn nơi nòng súng. Hôm nay, cố sầu tao tuyên bố, không tìm thấy vợ không làm người không giết được thằng nùng kia không làm người đám đông im lặng mọi người còn đang nghĩ xem đây là việc riêng của cố sầu hay là việc của nhà tộc trưởng trong khi tộc trưởng chẳng nói gì thì cố sầu lại hung hăng quát tháo cố sầu dẫn đầu đoàn người đi sang tải lủng nàng út không thể mọc cánh bay lên trời được nhất định phải tìm ra Ba ngày liền, từ sáng đến tối, tiếng dao mài ken két sờn cả gai ốc vang suốt cả một đoạn suối dài. Bao nhiêu súng kíp được lôi hết cả ra để lau dầu kiểm tra đạn, thi thoảng còn bắn thử đùng đoàn một hai phát. Chiều tối ngày thứ ba, cố sầu cho cả bọn ăn uống no nê, lấy sức, đêm lên đường. Tộc trưởng gọi cố sầu lên nhà mày làm gì mà như đi đánh phỉ thế mặt cố sầu đỏ phừng phừng vì vừa tợp xong bát rượu bố bảo con muốn làm gì thì làm mà tộc trưởng không thay đổi sắc mặt thủng thẳng nói phải mày muốn làm gì thì làm nhưng mày mang quân đi quân thì tao trả lương mày cũng phải nói tao nghe là mày mang chúng nó đi đâu chứ nhà này còn có nóc mà tộc trưởng chỉ tay lên mái nhà cố sầu nói gì thì nói chứ vẫn sợ tộc trưởng ở tộc trưởng có cái uy đặc biệt của người đứng đầu dù ông chẳng nói gì cứ ngồi im thì nhìn thấy ông là người đối diện cũng tự dưng sụi hết cả chân tay ra chứ đừng nói dám động đậy ra vẻ cố sầu ngập ngừng nói bố lớn tuổi rồi con không muốn bố phải lo những việc nhỏ việc nhỏ bố cứ để con tộc trưởng cắt ngang mày mang bằng kia người bằng kia vũ khí đi mày mài dao suốt ba ngày nay rồi làm gì có việc nhỏ mà phải tốn công thế nói xem định làm gì cố sầu đưa ngón trỏ lên gãi thái dương đấy là thói quen của hắn mỗi khi hắn bối rối bất an thì thì con định sang tài lủng tìm con gái bố về tộc trưởng không gật cũng không lắc mặt vẫn lặng như tờ được nhưng đi tìm có phải mang đi bằng kia người không con con đề phòng thôi sợ là bên kia họ cậy gần nhà bắt nạt tộc trưởng cầm bát rượu uống dở lên uống nốt và nói tiếp người ráy người nùng xưa nay chưa bao giờ cãi cọ nhà ai nấy ở ruộng nương ai nấy làm không động vào bát cơm của nhau mày đừng có làm gì quá đấy cố sầu gục gặc cái đầu vâng tốt nhất là không phải dùng dao dùng súng không phải đổ máu vâng nhưng nếu bọn nó đánh mình thì sao thế tự dưng người ta đánh mày à mày đi tìm vợ tìm thấy thì mang về không tìm thấy thì đi tìm chỗ khác vợ mày có chân nó tự chạy đâu phải người ta bắt mang đi cả tao cả mày đều biết thế đúng không Cố sầu ngửa mặt lên trần nhà, hít một hơi dài. Nói thật với bố, việc này với con nhục mặt quá. Cố sầu không dám trách tộc trưởng nửa lời vì cái tội không dạy con, không quản con. Ai đời, nhà có đứa con gái lớn như thế mà không quản được. Bảo con gà con vịt nó trốn nhà đi lạc đã đành. Đây hẳn một đứa con gái 16 tuổi, thế mà không có cách nào quản, để đến tận ngày đón dâu rồi, nó vẫn chạy trốn mất, làm xấu mặt nhà thông gia. Ước, nhưng làm sao dám mở miệng mà nói. Giờ đây, có nhận là con rể, cũng là nhận cho bừa, cho oai thế thôi, chứ cố sầu tự biết trong lòng. Mới chỉ có cố sầu cúi đầu lạy tổ tiên nhà vợ cho được đón vợ đi chư nàng út đã bước chân qua cửa nhà cố sầu, đã làm lễ bái lệ tổ tiên, đã được mẹ chồng dắt tay đi thăm nhà đâu. Nói gì thì nói, cũng không to mồm được. Tộc trưởng chẳng thèm nói gì bụng nghĩ. Mày thì có gì mà nhục, giỏi thì mày đã làm cho con gái tao tự nói yêu mày rồi. Tao mà không bắt nó phải lấy mày, thì nó cũng chưa trốn nhà đi. Ây ra thật là không biết vui hay là buồn đây. Mở sáng, cả bài lùng bị đánh thức vì tiếng chó sủa ầm ĩ từ đầu bản, giữa bản, rồi tận cuối bản. Đàn chó sủa như có giặc tràn vào từng nhà, phá rào phá cửa, ăn trộm mọi thứ, phá tan tành mọi thứ luôn. Trẻ con khóc thét, người lớn choàng dậy lao ra cửa. Ánh trăng hạ tuần vẫn còn đang sáng, soi rõ đoàn người rầm rập đi vào theo lối mòn. Chả ai nói câu gì, cũng không ai hỏi gì. Chưa bao giờ thấy cảnh này. Tất cả đàn ông trong làng đều chạy đi lấy súng kíp, lấy dao, lấy đòn sóc. Cái gì dùng được là lấy ra. Điện tay đẩy đám đàn bà trẻ con vào trong nhà, chốt cửa lại. Cố sầu dẫn đám lính đi thẳng đến nhà ba. Nhà tối om không có một tiếng động gà vịt chó mèo cũng không có luôn ngôi nhà đen thui áp lưng vào vách núi cửa đóng cổng đóng cố sầu hét lớn thằng ba mày xuống đây cho tao làm gì có ai mà xuống cố sầu cũng đoán là chẳng đời nào ba bắt trộm nàng út của hắn mà lại mang về nhà để cất nhưng hắn cứ phải đến đây đã hắn muốn dọa cho cả làng sợ sợ đến nỗi phải khai ra thằng ba nó đi đâu. Cố sầu cứ hét, tiếng hét đập vào vách núi lại vọng ra, chẳng ai trả lời. Một lúc sau, mới có một cụ già nhà bên cạnh thò cổ qua cửa sổ giọng khàn khàn cố nói to. Nó không ở nhà đâu, gọi làm gì mất công. Cố sầu quay phát sang ông già. Sao ông biết nó không ở nhà? Ông là bố nó à? Ông già xua tay hoảng hốt không tôi có họ hàng gì đâu bố nó chết rồi tôi chỉ biết thế cho nên nói thế thôi thế sao ông biết nó không ở nhà ôi cả tháng nay rồi nhà cứ đóng cửa thế thôi cỏ còn mọc lên tận cầu thang rồi kia kìa cố sầu không thèm nói gì thêm quay sang thằng lính cầm đuốc bên cạnh giật bó đuốc của nó bất thình lình vung tay bó đuốc lao thẳng lên mái nhà lợp cỏ tranh trong chớp mắt mái nhà bén lửa cháy đám cháy hình tròn loang ra loang ra cháy rồi cháy rồi cả làng toàn tiếng la hét người ta lao đến nhà ba nhiều người định lao và dập lửa thì đám lính của cố sầu đã dàn hàng ngang ra chặn lại các người có muốn nhà mình cháy nốt hay không mà lao vào đây hả cố sầu hét lớn hai tay giơ hai bó đuốc khác đám đông vẫn hò la ầm ĩ cố sầu trả đuốc cho thằng lính bên cạnh cầm súng kíp dơ lên trời Đoàn, súng nổ tất cả lặng phắc như tờ chỉ còn nghe thấy tiếng lửa phần phật tiếng nổ lốp bốp cố sầu nói tôi nói cho các người biết cái thằng này đã cướp vợ tôi mang đi mất đúng ngày tôi đón dâu thì nó cướp mất. Hôm nay tôi đốt nhà nó, ngày mai tôi đốt nhà ông chú ông bác nó, ngày kia tôi đốt nhà hàng xóm của nó. Tôi sẽ đốt đến khi nào nó chịu mang vợ về trả tôi mới xong. Các người liệu mà đi tìm nó về, nếu không ý, thì chuẩn bị dọn nhà dần đi. Cố sầu nói xong phẩy tay một cái, quay ra con đường cũ, mấy chục thằng lính lại lầm lũi đi theo bãi lùng đang yên lành bỗng chốc bị xáo trộn cả lên đám đàn bà ôm con hoảng sợ khóc thút thít đám đàn ông tụ tập bàn bạc không xong rồi cái thằng ba này làm lớn chuyện rồi giờ ai biết nó ở đâu mà tìm về mà có tìm được nó thì cũng biết đến bao giờ cả trăm quả núi tứ phía thế kia biết nó leo ngọn nào mà tìm cơ chứ không được phải nghĩ cách khác ai cũng biết tiếng cố sầu cả cao nguyên này nó mà đi đòi nợ thì con nợ còn bộ ra cũng phải lột ra mà trả cho nó xong rồi mới dám chết người duy nhất nó sợ chỉ có tộc trưởng người ráy có lẽ phải sang tận đấy hỏi ông ấy xem tại sao lại để cho cố sầu đưa người sang đây đốt nhà dọa dẫm như thế phòng khi lũ người của cố sầu cậy súng cậy dao bắt nạt bên này cũng phải chuẩn bị vũ khí đầy đủ lính trà phải may ra thì có người từng đi săn nên nếu mà đánh nhau thì chắc cũng khó mà thắng được người già phân tích thế nhưng lũ thanh niên thì chúng không sợ thanh niên mà máu đã đun sôi thì đến ông trời cũng chẳng sợ chứ đừng nói là thằng cố sầu đoàn người đợi trời sáng hẳn thì tập hợp ở đầu bản ngôi nhà của ba sau lưng vẫn chưa cháy xong chẳng biết tổ tiên nhà ấy trên trời sẽ cảm thấy thế nào chắc là buồn lắm giờ bàn thờ cũng không còn thì biết về đâu họ nhằm thẳng hướng ma lé mà đi quá trưa thì đến nơi mấy người già đi trước chỉnh sửa áo quần gọn gàng định sẽ từ tốn vào xin gặp tộc trưởng hỏi cho ra nhẽ nhưng đời nào lũ lính canh của cố sầu lại để cho đoàn người bài lùng đi vào nhà. Chúng chặn đứng tất cả mọi người ở bên bờ suối. Cổng vào nhà còn một đoạn xa mới tới. Không thấy mặt cố sầu đâu. Mấy thằng lính gác mặt mũi non trẹt như chưa lớn. Hết cầm dao cầm gậy hùng hổ xông ra trước. Các người muốn gì? Chúng tôi muốn gặp tộc trưởng. Tộc trưởng đi vắng, không gặp được. Đi vắng thì cho chúng tôi vào ngồi đợi. Nhất định có chuyện về hỏi mới được. Không được. Các ông đi về đi. Lúc khác đến gặp. Hai bên đang còn cãi nhau. Thì từ đâu đó, một viên đá văng vào chán ông lão dẫn đầu đoàn người. Ông già loạn choạng đưa tay ôm đầu, máu chảy qua kẽ tay. Lập tức, cả đoàn người như ong vỡ tổ, la hét ẩm ĩ đám thanh niên đằng sau vừa lao lên vừa hét. Chúng mày dám đánh người già. Chúng mày muốn chết rồi. Một trận ẩu đả xảy ra chỉ trong chớp mắt. Chưa có ai kịp hiểu cái gì thì đã thấy toàn dao với gậy gộc với chân tay lao vào nhau điếng người hòa mắt. Máu bắt đầu chảy ra đất, tiếng la hét càng lúc càng lớn. Không nhận đâu ra là người đùng, đâu là người ráy nữa. Sự giận dữ như một đám cháy rừng lan rất nhanh và rất dữ dội, không ai cản được. Quả thực là tộc trưởng không có ở nhà. Nghĩ đi nghĩ lại, ông thấy vẫn phải nói với bố mẹ cố sầu một câu, sai thì nhận lỗi trước, sửa thế nào tính sau. Ông đã mặc quần áo tươm tất, bảo chỉnh xiềng, bắt mấy con gà và theo ông sang nhà thông gia cố sầu thay bố vợ ở nhà giải quyết việc nhà bố mẹ cố sầu thấy tộc trưởng thì như thấy ông bà làm gì mà dám ra mặt giận dỗi cũng phải làm như bình thường vậy thôi đã thế lại còn phải nhận mấy con gà làm quả khi tộc trưởng và chỉnh xiềng về đến nhà thì đám người đánh nhau như một đàn trâu điên đã tan cuộc rồi dấu vết còn lại chỉ là những đám cỏ nát bét hàng rào đổ rạp máu vương trên những phiến đá lát đường đúng là quang cảnh giống như có đàn trâu điên vừa giày xéo cố sầu chạy ra đón bố đã về ạ à? tộc trưởng nhìn quanh một lượt trả lời cố sầu bằng một câu hỏi có chuyện gì thế cố sầu lảng đi bố cứ vào nhà đi đã rồi con nói tộc trưởng đi vào nhà phía nhà ngang nơi ở của đám lính và người hầu sát với khu chuồng ngựa. bọn lính đang đè nhau ra tự băng bó, mồm kêu la oai oái. Tộc trưởng lên nhà ngồi chờ cố sầu báo cáo. bố ạ. À. cố sầu rót nước chè đưa cho tộc trưởng. là là người bên phải lùng kéo sang, họ bảo bảo sao? tộc trưởng sốt ruột. bảo bảo là mình bắt người của họ đi. Tộc trưởng nhăn chán không hiểu. Là sao? Cái thằng ba ấy, cái thằng đưa cô út nhà mình đi, giờ họ lại nói mình bắt người giấu đi nên họ sang đòi. Đòi không được thì dùng gậy gộc thay lời nói. Tộc trưởng nghi hoặc. Thật thế à? Cố sầu gật đầu đánh cục một cái. Thật thế mà. Đấy, bọn lính nhà ta xông ra cản không được thì bị họ đánh nằm la liệt cả dưới kia. Tộc trưởng vẫn chưa tin hỏi tiếp. Hay là hôm trước chúng mày sang bên ấy lại làm cái gì không phải với người ta? Tóm lại là chúng mày làm cái gì hôm ấy? Cố Sầu nói, không làm gì ạ, à? không đánh nhau, chỉ nói chuyện thôi. Tộc trưởng, chuyện này chắc là chưa xong đâu. Để tao nghĩ xem, phải làm cho rõ chuyện, chứ không là tự dưng thành kẻ thù với nhau cho người đi gọi ông lang đến xem cho chúng nó cố sầu vâng vâng dạ dạ rồi lui ra đêm hôm ấy một ngôi nhà nữa bên pải lùng bốc cháy không ai thấy một bóng người lạ nào vào làng chó cũng không sủa nửa đêm nhà ông chú họ của ba đang thiêu thiêu ngủ thì nghe tiếng lửa lép bép cháy trên mái nhà cả cái nhà tự dưng sáng bừng cả lên người lớn trẻ con nháo nhào chạy xuống may mà không ai làm sao nhưng nhà chỉ còn đúng mấy cái cột đêm hôm sau thêm một cái nhà nữa đến lúc tộc trưởng biết rõ mọi chuyện thì ngọn lửa đã cháy quá lớn cái vực giữa hai tộc người đã sâu tới mức không nhìn thấy đáy rồi lũ thanh niên hai bên bạc nhược vì mất ngủ thức đêm mài dao canh gác suy kiệt vì đánh đấm người già chỉ biết khóc lóc và cầu khấn tổ tiên phù hộ mấy hôm nay út thấy rất khó chịu mất ngủ lòng dạ bồn chồn làm cái gì cũng hỏng gieo mấy hạt bí cũng quên không vùi đất đêm nào út cũng ngủ mơ Hết toáng lên sáng ra mắt trũng sâu má hóp lại sáng nay út dậy sớm ra bếp thổi cho ngọn lửa bùng lên bóng út run run in trên vách nhà ba dậy theo đi ra sau lưng ôm gọn lấy út vẫn không ngủ được cả à, em út gật đầu em mơ thấy mẹ về ba nhoài người ra trước để nhìn vào mặt út vậy sao ừ Mẹ chỉ đứng ở kia, nước mắt mẹ cứ chảy ra. Mẹ có bảo gì không? Út im lặng một lúc lâu, ba phải lắc nhẹ mới nói khẽ. Mẹ bảo con phải về nhà thôi Út ạ. À. Ba ngồi phịch xuống bên cạnh Út thở hắt ra. Ba thấy chân tay tự dưng như muốn rũi ra. Ba cũng mơ một giấc mơ y như thế. Mẹ đứng ở ngoài ô cửa kia không vào nhà mẹ nói con về nhà đi ba phải về mới được tại sao lại có giấc mơ giống nhau đến thế chịu bà không thể nào hiểu được nhưng mà cuộc sống hiện tại khó khăn lắm mới có được hai người còn có bao nhiêu dự định còn muốn sinh nhiều con muốn mở rộng mấy mảnh nương trồng thêm ngô lúa nếu như quay về không cần phải ai nói với ai đều hiểu rõ rằng út sẽ phải về làm vợ cố sầu mà điều ấy thì thực sự cả hai đều không thể chịu nổi nghĩ đến thôi đã muốn vỡ cả tim rồi hai người ngồi im lặng cho đến sáng trời sáng hẳn ba đi ra đầu hồi lấy mấy cái ống đi lấy nước hôm nào ba cũng lấy nước vào buổi sáng tinh mơ có một mạch nước ngầm chảy vào một cái vũng cả đêm rí rách chảy đầy vào đấy. Ba phải đi lấy trước khi bọn thú hoang thức dậy và đi tìm nước để uống. Vừa xách mấy cái ống vầu xuống đến chân cầu thang thì ba khựng lại. Út ở trên nhà nghe tiếng ba gọi thất thanh. Út à, út à xuống đây xem. Út bật dậy, đi như chạy ra cửa. Ba đang đứng như trời trồng, tay vẫn cầm mấy cái ống đựng nước. Trước mặt ba, ngay sát hàng rào vườn rau ướt sũng bì xương, tái nhợt bì rét, khăn sắp tuột ra khỏi đầu và mắt thì đầy nước. Là Nhinh đang đứng đó. Ôi, em, em à! Út kêu lên cuống quýt. Là Nhinh nhìn thấy Út thì chạy vào. Út lao bịch bịch xuống cầu thang suýt ngã. Hai chị em ôm chầm lấy nhau, cả hai òa khóc ba đứng sững nhìn hai chị em, mắt cũng đầy nước. Nhưng ba nghĩ ngay là có chuyện gì rồi, phải có chuyện gì thì là Nhinh mới lên tận đây để tìm hai người. Ba dục đi lên nhà cho ấm đã. Út đi trước, là Nhinh theo sau, tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Ba lên cùng, gài cửa cẩn thận. Út rót cho lại Nhinh một bát nước nóng, lấy khăn cho Nhinh lau mặt nhìn nhìn út giọng run run út sống có tốt không út gật vươn người nắm tay ba nói khẽ tốt mà là nhinh mỉm cười gật đầu nước mắt lại ứa ra út hỏi tay vẫn chưa buông tay ba ở nhà có chuyện gì à là nhinh gật đầu bố chị bố chị làm sao à là nhinh lắc không ông không làm sao ông khỏe mà thế vậy có chuyện gì út sốt ruột ba cũng nhìn lại nhưng không chớp mắt lại nhưng hít một hơi dài như để lấy can đảm chắc là anh chị phải về thôi hả cả hai đều thốt lên câu phải quay về này nghe quen quá sợ nó nhất mà cứ phải nghe đi nghe lại từ lúc mơ cho đến lúc tỉnh. là nhìn gật đầu như để khẳng định cho chắc là mình không nói nhầm. Thanh niên hai bên đánh nhau vỡ đầu, gãy chân, không đếm hết được rồi. Anh bà, cố sầu, cố sầu nó đốt nhà anh rồi, nó đốt thêm hai nhà nữa rồi. Nó nói nếu làng không tìm được anh chị về thì mỗi đêm nó sẽ đốt một nhà hết cả làng thì thôi hai bên cứ thế đánh nhau hôm nay bên này ngày mai bên kia không ai can được hết cả tộc trưởng cả già làng không can được là nhinh càng nói ruột gan hai người càng thắt lại thật là không bao giờ có thể đoán được cố sầu có thể giận dữ đến mức ấy chẳng còn cách nào khác thật thế bà buộc cửa dắt út quay về đường về sao mà gần đến thế càng mong nó kéo dài ra thì nó lại càng rút ngắn lại chân thì vừa muốn đi nhanh để về chấm dứt cuộc chiến giữa hai tộc người lại vừa muốn đi chậm lại để được ở bên cạnh nhau thêm một lúc nữa út không khóc được nữa rồi khi quá buồn khi buồn tới tận đáy như là chạm xuống đáy vực Út không khóc được nữa. Út như một hòn đá lăn lông lốc. Đau quá. Tê dại cả rồi. Bà đưa Út với Lại Nhinh về đến bên bờ suối thì dừng lại. Mặt Út trắng bệch, môi cũng trắng, như thể linh hồn đã từ bỏ Út để bay lên trời xanh. Mà đúng là trời xanh đang xanh quá, nắng vàng óng ánh, dòng nước suối reo vui dí sách. Bà đứng im, giọng khàn đặc út à út nhìn ba chân chân mình sẽ gặp lại nhau chứ út vẫn nhìn ba ánh mắt bạc cả đi mình sẽ nghĩ xem ba thì thầm mình sẽ gặp nhau vào phiên chợ ở chỗ lần đầu tiên mình gặp ấy có được không út cũng thì thào cũng khàn đặc cả giọng chắc là được và út quay lưng út không muốn một ngôi nhà nào nữa bị cháy út càng không muốn hình dung ra tiếng khóc than của người già trẻ con phụ nữ vui hay buồn từ đây út nhận hết về mình sống thế cũng đủ rồi